canxi đi vào trong nó kết hợp với lại là troponin hoặc là canmonin, nó sẽ hoạt hóa cái chất là cái chất gây gì cái co bằng là biocin, biocin cơ, cái này là cái co bằng, và nó tác động lên là cái co bóp gây cho mình là gì, co bằng tăng cường co bóp, cái gây co bằng rồi nó còn tăng cường co bóp tim, nó bằng đã hẹp áp lực tim là can mạch nó làm tăng huyết áp, cho nên là canxi nó đi vào thì rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng ta phải làm sao chèn cái kênh đó lại, không cho canxi đi vào, hiểu chưa? Vậy đó là cái nguyên lý của nó. Và vì vậy chúng ta thấy rằng là trong thuốc chèn canxi thì mình sẽ có một số cái thuốc như sau, thì thuốc mà không có hydroxyurea, hydroxyurea là cấu trúc của nó nha, không có hydroxyurea thì mình gọi là titinazem hoặc là meramamin, là bây giờ sẽ vô cái thuốc của nó ha. Đối với nhóm mà có cái đi hydroxyurea thì giảm mạnh sức đề kháng thì rất tốt. Thì như vậy thì mình sẽ chung được là mình sẽ có hai cái nhóm, một cái nhóm là có cái nhân có cái vòng bilirubin đó, có vòng cái này là không nha, không và không, cái biến pháp không và không, tức là cái nhánh bên đây là không có cái vòng hydroxyurea, mà cái nhóm bên đây là cấu trúc của nó có cái vòng hydroxyurea. Thì đối với cái nhóm mà nó có cái vòng hydroxyurea thì nó gây giãn mạch và giảm sự giãn mạch, gây giãn mạch nha, cái giãn này là n và giãn mạch. Giãn mạch là sao? Cái mạch máu nó co thắt lại, nó co thắt lại, nó làm cho cái lòng mạch máu nó bị hẹp lại, nó giãn ra, nó nằm đơn thường trở về lại bình thường, thì cái lực cản máu đi theo bình thường, như vậy nó sẽ giảm sự cản ngoại vi và như vậy thì nó sẽ làm cho lại huyết áp sẽ giảm đi. Còn đối với cái nhóm mà nó có cấu trúc non-dihydroxyurea thì tác động ung thế trên tim, nó gây ức chế co bóp tim, gây chậm nhịp tim, thì cái này cũng được cho điều trị loạn nhịp tim. Nên là cái nhóm mà nó không có cấu trúc hydroxyurea này là cái nhóm mà titinazem á, azem và là verapamil, thì cái nhóm này điều trị loạn nhịp là nhiều. Rồi thì mình sẽ có ba cái thế hệ cái nhóm có cấu trúc dihydroxyurea nha, ba cái thế hệ bihydroxyurea. Cái nhóm đầu tiên mình sẽ có là difenidin và dicarbonidin, có lẽ bạn sẽ nghe rất là quen thuộc difenidin, rất là quen thuộc. Chế độ SR đứng sau, SR tức là nó làm tăng
tầm là 2 tiếng mấy, 3 tiếng hết trơn rồi, nó hết tác dụng rồi. Thì bây giờ muốn cái viên này mỗi chắc là 4, 5 tiếng, 6, 7 tiếng nó mới hết, mới tác dụng. Như vậy đó là cái ngày đó mình uống buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên là ok. Còn nếu mà uống có thời gian quá trải nhanh quá là mình uống liên tục nhiều lần cái việc tác dụng. Vậy anh giải thích câu chuyện là vừa tốn kém và vừa khó kiểm soát nha. Rồi, sang cái ngày thứ 3, mình sẽ có những cái rất là quen thuộc, amlodipine. Cái này rất là quen thuộc, amlodipine. Và cái amlodipine này có thời gian phát thải rất là dài. Và cái thời gian phát thải dài như là uống một viên vô, buổi sáng 7 giờ ăn sáng xong 7 giờ uống viên vô, nó duy trì tầm độ đến 10 giờ bắt đầu tác dụng, và đến chiều khoảng 4, 5 giờ chiều nó mới từ giảm tầm độ xuống. Lúc đó thì uống một viên buổi tối thì cũng được. Vậy thì đối với những thuốc mà thời gian phát thải dài thì mình cái kết quả là cái số lần sử dụng thuốc sẽ hợp lý. Như vậy thì đối với mình thì chúng ta sẽ tiến tới là nifedipine, một cái thuốc rất là kinh điển ha, cũng là kinh điển ha. Và nifedipine có cái kéo dài ha. Thì sau này mình sẽ sử dụng nhiều amlodipine hơn, vì tác dụng là thời gian phát thải của amlodipine nó dài hơn, nó hạn chế được một số tác dụng phụ. Rồi, thì cái nhóm này nó sẽ có tác dụng phụ gì? Nó sẽ gây nhẹ thì nó sẽ gây đỏ vùng mặt, đỏ mặt, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn. Đây là tác dụng của những nhóm mà dạng canxi ví dụ như là nifedipine, nicardipine hoặc là amlodipine. Nặng thì có thể gây tim phản xạ, tác động lên tim, gây tim đập nhanh nhẹ vân vân, đó là những tác động, cái tác dụng mà có hại nặng của nó ha. Qua chỗ đây thì nhóm để tiếp tục làm nhóm mình có cái nhóm này là nhóm không có cấu trúc dihydropyridine, nhóm này là nhóm không có cấu trúc dihydropyridine ha. Thì cái nhóm này á thì mình sẽ có cả là verapamil và diazepam hoặc là đọc là diazepam ha. Thì cái nhóm này nó tác động mình đã nói rằng là gì, nó chủ yếu là gây gì, gây cái hiện tượng là chống loạn nhịp tim thôi, và chống loạn nhịp thôi. Cho nên là trong đoạn nhịp thì các bạn sẽ dùng là đoạn nhịp khác mà gây đoạn nhịp tim, thì cái sự khác của đoạn nhịp tim nó sẽ khó điều trị hơn. Bởi vì thứ nhất là nhịp tim nó không ổn định như lúc đập nhanh, lúc đập chậm, đoạn chung không? Và lúc mình thở dốc, lúc mình thở từ từ, lúc loại gì đó. Nó dẫn đến câu chuyện là huyết áp nó tăng giảm thêm. Khi mà mình thở từ từ chậm, thì huyết áp nó lại thấp xuống. Khi mình thở gấp, huyết áp lại tăng lên, cái đoạn nhịp nó rất là kỳ. Thì dùng cái này để kiểm soát được cái nhịp tim, chấm được cái gọi là huyết áp. Nó một phần về tác dụng điều trị huyết áp của nhóm này, nó không có tác dụng trực tiếp, nó chỉ có tác dụng trung gian, hay là gì, là nó có tác dụng chống loạn nhịp. Mà chống loạn nhịp giúp cho một phần nào đó bình ổn được huyết áp, chứ không phải là cái này là điều trị huyết áp nó là chiều cao. Hai cái thuốc này thì nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ trong cái phần là điều trị, trong cái phần là gì, điều trị chống loạn nhịp. Và cái chống loạn nhịp thì nó sẽ hỗ trợ trong cái phần là gì, là giảm được huyết áp, chứ nó không phải điều trị nào. Rồi thì mình sẽ nhớ dùng là đây, đối với lại cái nhóm này thì nhớ lại là gì, nifedipine và amlodipine, nhớ cái này. Còn đối với nhóm bên đây thì mình nhớ là verapamil và diazepam. Em sẽ nghĩa thì đọc là diazepam, mà bên đây nó cũng biết là cái này thì là cho nó biết từ gì đây, diazepam thì đây đọc thành đây cứ đọc mai là diazepam, thì ở đây cái file này nó lại là diazepam, cái này đúng này, diazepam. Rồi. Ở đây cái này có một thuốc rất là hay nè, là thuốc chẹp beta. Thuốc beta blocker này là sử dụng rất là nhiều luôn ha. Và nó cũng tác động lên cái hệ renin angiotensin luôn. Đó. Cái hệ renin angiotensin này là cái hệ gì? Đây chính là cái hệ mà nó ức chế men tụy đó. Hệ này là cái hệ này đây. Cái hệ renin này nó cũng nằm ở đây này. Đó.
Đây, đó đây cái hệ Revin này. Đây là hệ Revin angiotensin này. Cái hệ này thì nó gây ra cho huyết áp và nhờ nó có ức chế men tuyến thì nó ức chế nó mới tác động được không cho tăng huyết áp. Thì sang cái thuốc giảm cơn canxi, giảm cơn beta thì nó là beta blocker thì nó tác động ở trên cái hệ này, cái hệ Revin angiotensin. Thì nó tác động trên cái hệ Revin angiotensin đó. Thì mình sẽ có được cái phần này. Đây. Đó, ức chế hệ này về đến angiotensin. Sự tiết về đến được điều hòa của hệ giao cảm ức chế để điều hòa huyết áp qua thể dịch và gây hại huyết áp. Thì cái này của tác động ở trên kẹp beta thì nó sẽ có hơn ha. Đây là beta blocker. Beta blocker. Thứ nhất cái beta blocker này là sẽ ức chế ở trên cái gì? Cái hệ về đến tinh thần. Đó. Rồi nó ức chế được beta blocker trong quá trình tự nhiên hóa gluco nó giảm đi, nó tăng lên. Thì mình thấy rằng là cái thuốc giảm beta này nó sẽ như thế nào, hay beta blocker. Đây, đây là một số thuốc của thuốc beta blocker thế hệ 1, thế hệ 2 và thế hệ 3. Các bạn thấy rằng là các bạn sẽ ra ngoài thị trường, các bạn sẽ nghe thuốc rất là nhiều. Ví dụ timolol, propanolol, và thế hệ 1 bây giờ nó sẽ không còn xài nữa đâu. Đó, thế hệ 1 không xài đâu. Nó sẽ xài chủ yếu là cái nhóm thế hệ 32 hoặc là thế hệ 3 rồi. Bây giờ chúng xài những thế hệ 2 và những thế hệ 3. Nhóm thuốc có tác dụng trọng động ức chế nhiều hơn trên beta 1, beta blocker 1. Ví dụ như là acetylcholine, atenolol, bisoprolol. Bisoprolol này nó sử dụng rất là nhiều này. Thuốc giảm cơn beta. Nhắc lại thuốc giảm cơn beta tức là nó sẽ chặn cái cơn beta lại, hay là cái đóng mở cơn beta, và cái đóng mở cơn beta này giúp cho quá trình trao đổi huyết áp, giúp cho quá trình trao đổi cái gì, trao đổi glucagon công nè, trao đổi glucagon công, rồi điều hòa cái hệ về thì nó thở điều hòa thì gọi là sự chuyển hóa glucô ở gan, nó quá trình được ha. Rồi mình sẽ có như là bisoprolol, rồi các thuốc mà thế hệ 3A thì mình cũng sẽ có là labetalol, cagrilintide, mình sẽ nói là cũng nhiều và chọn lọc. Nhóm thế hệ 3 thì nó cũng không nổi tiếng bằng thế hệ 2 bisoprolol đâu. Mình sẽ có là timolol thì nó cũng có một số xài nhiều là bây giờ cũng rất là nhiều. Propanolol, timolol thì nó cũng có nhưng như vậy thì các bạn sẽ hình dung rằng là đây là cái nhóm, đây là cái nhóm thuốc. Như vậy thì mình thấy rằng là nó sẽ tác động đây đối với lệnh nanolol, thời gian bài thải từ 20 đến 24 tiếng hồ, dài không, rất dài, rất dài. Sinh khải dục bằng đường uống, mình sinh khải dục bằng đường uống có 33%. Sinh khải dục đường uống 33% nghĩa là sao? Là uống một viên vô chỉ có khoảng 1/3 là có tác dụng, có 3% mà 1/3, 100 viên cho 3/3 thì nó được 1/3. Riêng hai cái là bentolol và pindolol thì đó là sinh khả dụng của nó là 100%. Tuy nhiên thời gian bảo cảnh nó ít chứ không nhiều, nó 5 tiếng hoặc là 3 4 tiếng. Nào thải qua rồi, đó là cái nào là sinh khả dụng. Như vậy cái sinh khả dụng, cái nào sinh khả dụng càng cao thì càng khả dụng. Mà thấy trong những cái này thì chắc timolol thải cũng được nè, sinh thải được 15%, thời gian bắt thải cũng dài 5,5 tiếng cũng được. Sinh khả dụng đủ 33% cũng là gì? 30% uống một viên thì có tác dụng của nửa viên một
phiên thôi. Còn cái này còn được là uống một phiên còn được là 3/4 này, phải không? Hai anh này riêng hai này là được 100%. Tuy nhiên thời gian tóc này ngắn quá, cũng được ngắn nó dài. Metolo cũng được đi. Rồi thì ở đây mình sẽ thấy rằng là một số thuốc được chỉ định là tăng huyết áp, tăng thấp đường, tăng huyết áp, tăng huyết áp. Và chính vì cái hàm lượng của nó, cái thời gian phát tải của nó thấp thì người ta cho uống cái liều nhỏ nhẹ. Uống một viên mình có tác dụng một khoảng 3 viên thôi, nhưng mà tùy mức độ. Người ta tập ở trong cơ thể có 100mg, như vậy là uống cái mấy viên, người ta uống cái 3 viên. 3 viên thì có tác dụng một cái thì đôi khi nó sẽ làm uống nó ngán, nó uống mà sẽ uống nhiều quá. Rồi cái câu hỏi thứ hai thì ở đây các bạn hãy nhắc đi nhắc lại là đó là bisoprolol nha, giảm tác dụng gây co thắt phế quản. Như đây thì nó chỉ gây đau thắt tử hoặc đau gây co thắt phế quản. Rồi thì cái nhóm này mình thấy nó rất là nhiều, nhưng mà thực ra thuốc của nó thì nó không có gọi là nổi tiếng, nó nhiều lắm nhưng mà thuốc của nó lại không nổi tiếng. Cặp teolol, cặp medilol và tamiflu thì nó có nhưng mà nó không nổi tiếng. Rồi cái này các bạn có thể mình đọc thêm những thay, bởi vì là quan trọng là mình sẽ hiểu rằng là cái thuốc, những cái thuốc nhóm này á sẽ có nhóm đầu nhóm mà chèn trên beta này cũng có sử dụng, nhưng mà cái một số thuốc của nó thì không có nhiều. Ví dụ thuốc nó như thuốc này, trong cái nhóm kia một xài nhiều nhất là gì, các bạn nhìn ở đây xài nhiều nhất là vinodol hoặc là metoprolol. Indolol này, timolol gây tăng huyết áp để điều trị tăng huyết áp, và dùng phòng ngừa nhồi máu cơ tim, phòng ngừa điều trị tăng nhãn áp. Tăng nhãn áp tức là tăng áp lực của máu cái mắt, là cái tim mắt. Cái hàm lượng này là người ta dùng cái hàm lượng từ 20% 200mg, uống 60mg thì nó vào rồi. Cái nhóm này thì có là bisoprolol, có tác dụng phụ, có tác dụng phụ gây giảm cân, có tác phế quản nhưng mà nó không nhiều. Nên là trong cái nhóm này thì cái bisoprolol sử dụng rất là nhiều ha. Ngoài ra mình có thể nói là metoprolol, atenolol cũng có, nhưng mà thông thường đầu tay nó sử dụng cái bisoprolol nhiều hơn. Nó lại không tác dụng, nó là chỉ hóa qua gen và sẽ dùng đây. Những cái này phải hóa qua gen, đào thải qua thận ít, thấy không? Đào thải qua thận ít chứ không có nhiều. Nên những anh này nhìn vô đây thì biết ngay là này sẽ là hại thận rất ít, tức chỉ hại thận nhất. Do đó chuyển hóa chỉ qua gan để hại gan, cũng như hại gan. Cái nào mà chuyển hóa qua anh nào nhiều thì nó sẽ gây hại. Hóa qua gan nhiều gây hại gan, hóa qua thận nhiều gây hại thận. Và cái này thì thấy là nó sẽ là vậy đối với những bệnh nhân mà đang bị suy thận hoặc là thận đang bị vấn đề thì uống thuốc này được, rất nhiều bệnh chữa qua gan. Thì ai bệnh gan thì không nên uống thuốc này, vì chúng ta chỉ có qua gan mà bệnh gan rồi gan yếu rồi sao uống được. Thì lúc mình sẽ lựa chọn thuốc nào đào thải qua thận, nó là như vậy, nó là do mình sẽ lựa chọn. Đây là cái mạch máu khi mà bị co thắt lại, là cái viêm phế quản, cái này là cái đường phế quản bình thường nó mở ra, và khi nó bị co thắt lại thì nó sẽ làm là nó làm giảm cái tiết dịch bên trong, nó sẽ làm giảm cái tiết dịch bên trong, và cái tiết dịch bên trong thì giảm đi, tất nhiên là cái luồng khí đi dẫn đi qua đó cũng sẽ nhỏ hơn, cái luồng khí dẫn đi qua đó cũng sẽ nhỏ hơn, tất cả nên là cái phế quản mình sẽ bị gì, sẽ bị viêm khó thở. Rồi tác dụng phụ của thuốc giảm cân beta có khả năng làm nặng thêm suy tim, nhồi máu cơ tim, chậm nhịp tim, lạnh đầu chi, khi ngưng thuốc đột ngột có thể làm nặng thêm cơn đau thắt lưng, bị mất ngủ, ác mộng, trầm cảm, tăng huyết áp, vân vân. Đó là những tác dụng. Tuy nhiên khi mà ta sử dụng ta phải cân nhắc là thuốc này ta dùng thế nào. Ta sẽ làm thế là đọc vô rất là nhiều tác dụng phụ, phải bác sĩ nhớ không? Thì bác sĩ đâu nhớ hết đâu, mà do bác sĩ dùng quen
bác sĩ cho dùng que, bác sĩ tới em, bác sĩ tới nhà tại còn khi nào mà bác sĩ mà cần cái gì đó bệnh nhân có những cái tình trạng của bệnh nó đa bệnh nó nhiều cái nhóm bệnh của bệnh nhân quá, bác sĩ mới sợ bác sĩ mới đọc cái kiến thức của đầu bác sĩ mới coi là sai được không. Và để thông thường bác sĩ sẽ định kỳ đó, bác sĩ mới cho sử dụng và bệnh nhân có dấu hiệu là cái bác sĩ sử dụng thuốc này cho nó không hại nước không hại nước khác, mọi người nên chấp thuận bác sĩ ơi, thế là bác sĩ đổi thuốc như vậy như vậy là đơn giản. Cho nên cái người bác sĩ ấy mà mua một dụng sự lựa chọn là dụng sự nắm vào này bây giờ mình nắm kỹ mà không có nghĩa là mình đọc thuộc hết mà mình biết mình cha ở đâu, mình tìm ở đâu mà mình nói chuyện đó là cái bác sĩ mua mình thôi nha. Tác dụng phụ che giấu tình trạng hạ đường huyết đó là nó là cái đó mà ăn che giấu tình trạng hạ đường huyết gây co các phế quản rồi hen suyễn nhập viện thất nghiệp. À, khi mà bệnh nhân đang sử dụng cái thuốc loạn nhịp tim là verapamil thì lúc đó mình cũng cần thiết là có sử dụng nhạc về nhạc về tạng để chú ý, bởi vì cái vì sao vậy, vì anh này đang bị loạn nhịp tim, cái nhịp tim anh đã loạn rồi đó, đều rồi lúc đó lúc đánh nhạc lúc mình yếu rồi, mà bây giờ anh này đã sử dụng cái thuốc nhạc nhịp canxi này, cái thuốc này nó có một phần nhịp tim nó có tim mạch nặng thêm suy tim, tim đã yếu rồi, uống này vô nó làm cho cái tim nó nặng nhiều hơn, mà nó loạn nhịp tim nó đánh loạn cũng phải phèo rồi, vô làm cho cái này nó sẽ làm cho cái tim nó bị rối rồi, như vậy quý vị rồi. Rồi thì thôi cái đó là về phần về suy tim thì bạn học thêm, tại vì là suy tim nó là những tiết tinh hai cái này không đi vào suy tim, về suy tim nó chỉ học cái này không đủ đâu mà nó là nhiều hơn. Cho em hỏi cái thuốc chẹt canxi hồi nãy á, mà các bệnh nhân cái nhân mà không có cái dihydro á, là nó có đó có là verapamil và diazem, dạ nó là có tác dụng trung gian, nếu vậy thì mình phải kèm thêm cái thuốc có thể là nó giảm có dịch loạn nhịp tim, giảm có dịch loạn nhịp tim, chúng ta tiêm tập bình thường, chúng ta tiêm áp sẽ ổn định, về mặt trung gian là nó sẽ là chủ yếu là tác dụng là chống loạn nhịp, nhưng mà cái trung gian nó làm tới cái đoạn gì đó thì cái hiệu quả lọc trong đoạn gì thì nó làm ổn định huyết áp, cho nên cũng sẽ được dùng vừa là dùng giảm huyết áp vừa dùng chống loạn nhịp tùy theo bệnh nhân, đúng rồi, thì bệnh nhân mà có loạn nhịp người ta sẽ dùng cái đó thì đó là cái mà sẽ phải chú ý. Cho nên bạn thấy là cái thuốc này nó sử dụng không phải chỉ những thuốc dài mà bác sĩ sẽ so sánh từng bệnh nhân, mà bác sĩ đó bạn được cho bác sĩ tại sao hay vậy, tại vì bác sĩ sử dụng nhiều rồi bác sĩ quen gặp bệnh nhân này cho này bệnh nhân kia cho kia, nên từ bây giờ là bác sĩ sử dụng hay giỏi nên đó là bác sĩ làm nhiều, có làm nhiều bác sĩ mới giỏi, giống như mình bây giờ mình học nhiều mình bắt thuốc nhiều mình mới quen thôi, mình học cái thuyết về mình không đi bắt thuốc là mình sẽ quên đi quên cái gì vậy đó. Chứ còn bác sĩ mà